Việc Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ lần thứ 45 là sự kiện chấn động thế giới toàn cầu. Và trong một tập phim The Simpsons từ 16 năm trước được lục lại, rất nhiều người bất ngờ khi việc trọng đại này lại được series phim hoạt hình nổi tiếng của Mỹ dự đoán chính xác từ rất lâu. Và chúng tôi đã biên soạn một danh sách các dự đoán chắc chắn rằng sẽ xảy ra trong năm 2017, cũng như những lời dự đoán của nhà tiên tri Nostradamus. Nostradamus sinh năm 1503 và mất năm 1566 là một dược sĩ và cũng là nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp. Ông còn được biết đến với biệt danh đầy tớ của ma quỷ bởi tất cả những lời tiên tri của ông đều là những tiên đoán đúng các sự kiện được lịch sử thế giới ghi nhận như mạng Pháp, Thế chiến thứ 1 và 2, sự xuất hiện của trùm phát xít Hitler, vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, v.v. Và sau đây mời bạn đến với top 5 dự đoán cho năm 2017 của nhà tiên tri Nostradamus. Số 5. IS tấn công Mỹ. Những năm gần đây, châu Âu đã trở thành mục tiêu tấn công của các tổ chức khủng bố Hồi giáo IS. Rất nhiều vụ tấn công đẫm máu của các phiến quân nổi loạn đã gây nên cảnh mất mát đau thương cho những người dân vô tội. Xả súng, nổ bom, tấn công bằng xe tải khiến hàng trăm người thiệt mạng. Tuy nhiên, viễn cảnh năm 2017 cũng chưa thoát được khỏi bóng đen khủng bố. Năm 2017, Mỹ sẽ trở thành mục tiêu tấn công của IS và các phiến quân nổi dậy sẽ tấn công Mỹ thông qua các nước láng giềng. Số 4. Tỷ lệ thất nghiệp cao ở Italia. Theo ông Nostradamus, Italia sẽ có thể đối mặt với tình trạng khó khăn khi mà tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và các khoản vay khiến nước này trở thành trung tâm của một cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu. Những khoản nợ, nạn thất nghiệp biến Ý trở thành tâm chấn trong cuộc khủng hoảng tài chính EU. Đất nước này sẽ trải qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng ngân hàng sâu sắc trong khi diễn ra một cuộc trưng cầu dân Ý. Số 3. Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ được sáp nhập. Nhà tiên tri Nostradamus dự đoán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ được sáp nhập và trở thành một quốc gia. Kim Jong-un sẽ bị lật đổ và phải trốn sang Nga để tránh sự truy sát. Và điều này gần như có thể khi thời gian gần đây Hàn Quốc đã có sẵn kế hoạch tập hợp một đội đặc nhiệm tấn công nhắm vào chính lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên. Số 2. Trung Quốc kiểm soát tình hình kinh tế thế giới. Trung Quốc trong năm 2017 sẽ có những bước đi táo bạo để khắc phục tình trạng mất cân bằng kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên, những hành động này cũng gây ra nhiều hậu quả sâu sắc. Trung Quốc đã có 3 thập niên tăng trưởng hai con số trước cuộc suy thoái toàn cầu. Điều này cho thấy khả năng cân bằng nền kinh tế thế giới của Trung Quốc là hoàn toàn có khả năng. Và liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường quốc mới của thế giới không? Chúng ta hãy chờ xem nhé. Số 1. Chiến tranh xuất phát từ sự nóng lên toàn cầu. Nostradamus tin rằng chiến tranh nóng sẽ có thể leo thang vào năm 2017 do sự thiếu hụt tài nguyên và nóng lên toàn cầu. Khi chiến tranh leo thang đến một mức nào đó thì mối đe dọa lớn nhất trong tương lai là nạn khủng bố và chiến tranh sinh học. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Nếu thấy hay, mời bạn hãy nhấn like và share và không quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.